Đây này là có món đồ đỏ là ngon này các anh nhé. Anh Trường biết làm à? Đấy nhìn này là đội ngũ uống rượu thì nghe kém kém mà. Anh Trường uống rượu. Đây các bạn này có món ăn tiết canh này. Hello, Trần Lâm TV 8A xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Vâng, chiều nay thì Trần Lâm tìm 8A về trên quê vợ về quá nhá. Thì sẽ vào trong nhà ngoại bà Bắc Sung uống rượu ngày rằm tháng 7 nhé. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn nhé cùng theo chân Trần Lâm tìm 8A vào trong nhà Bắc Sung nhé. Bây giờ thì ở đây là đất số 3 Yên Bộc Lộc Thị Hòa Bình. Bây giờ trong kia đang ngồi sẵn nha các bạn nhé. Trần Lâm tìm 8A vào sau. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng xem nhé. Ẩm thực trong này có những gì nhá. Let's go. Vâng, đây là nhà Bắc Sung thì quá cất rồi. Trong này thì đang ngồi sẵn rồi. Bác. Chào tất cả các anh nhé. Đây nhà Bắc Sung thì đã ngồi sẵn đâu nhé. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 đấy. Đây này là có món đồ đỏ là ngon này các bác nhé. Anh Trường đi làm à? Đây. Ngồi xuống rồi. Đang một bát bia đấy anh nhỉ? À. Bốc mình vào à? Bát bia nhỉ? Từ một mình thôi. Nó vừa đi về xong nó đang tắm rồi. Này nó thiết thì ăn uống nhanh nhanh mình đâu. Đấy, lúc đi qua thì xe nó để đi đâu được. Đấy nhìn như này là đội ngũ uống rượu thì nghe kém kém mà. Nó chỉ là uống bia. Đây các bác này có món ăn tiết canh này. Dư. Còn gà đồi thì ở đây là các bác miễn chê. Đấy video nó quay các bác nhé. Gà chuẩn gà ăn mối. Đấy. Gà đồi. Các biết đội cơ thủ mà cởi chân uống rượu này là biết rồi đấy. Thôi uống đi. Đây chấm bài tất cả các anh. Thôi uống nha, chén cốc bia sau uống rượu thôi. Để mời tất cả quý vị các bạn nhé. Đấy hôm nay là Trần Lâm tìm 8 lại vào trong nhà Bắc Sung đi nhá. Là ăn rằm tháng 7. Trong Bắc Sung thì lên rất nhiều video rồi đây. Thì hôm nay trong này thì có món tiết canh dê này. Lòng dê này, thịt ngan là xào sả ớt này. Thịt gà đồi. Đấy. Các bác nhìn này, đấy, gà đồi dê núi. Măng cũng ở đồi luôn, ở núi luôn. Đấy, tất cả đều là đây, khoai sọ của nhà chồng. Đấy, mời tất cả quý vị và các bạn nhé cùng dùng cơm với Trần Lâm TV 8. Đây anh em uống nốt cốc bia nhé. Đây là anh Xuân Chiến, các bạn biết rồi. Đây cả Trần uống rượu này các bạn. Hòa Bình thì đi ở đâu cũng có nổi tiếng rồi. Nếu hôm qua thì Trần Lâm TV 8 lên chỗ quê vợ. Trên đấy thì hết đối thủ rồi nhé. Trong cái làng. Đây các bạn, món hàng ngon xào sả ớt. Bạn kẹp mì hả? Mì. Mì nó quen này. Sao lại mì ở Hôm qua thì con nhờ đi chạy thì nó chạy xe quê rồi đó. Thế anh đơn xuống lúc xong. Cái xe nó đi thú uống, nó thì mở tung phát là nó ra, nó đi kẹt ra. Bia các anh ạ. Thế đấy là thằng bỏ vợ đấy ạ? Không, không. Thằng bỏ vợ, thằng lấy con đảng.
đấy con là cái đây bên này là bên mà có thằng bỏ qua không ạ? Huấn, đấy là thằng anh à? Huấn là anh à, thằng vợ bỏ chứ không phải là bỏ vợ. Vợ bỏ chứ đi đâu đâu đây Úi Quan. Đây con là Úi Bát đó khả. Úi Bát. Mở gai đi. Ý ra đấy. Nó là có chữ à đấy. Có các bác các chú đến thì ông cũng sốt ruột thôi, cũng cho ông ăn ông ngồi đợi cũng lâu. Hôm nay em phải... Đây là món lòng gì? Là em tưởng là nếu mà bê tông biết sớm là tầm 10 giờ lên phòng đấy. Đầu lá moi rừng đấy, rất ngon. Hợp lý luôn đấy. Nhưng mà khổ. Lúc bác điện lên là lúc đấy bắt đầu máy với em đấy, giờ đấy em không nghe em nước ngoài ấy. À. Lúc mà nhắn tin thì bác em không mở điện thoại ra lúc cái giải lao đấy. Em hôm đấy thì chú lên anh là chiều mới quay về, cho anh về là anh nát, nát nổi, nhắn tình hiện là không thể uống nữa. Là về uống. Nên là em không vào. Ngạt lắm rồi. Đó, em không vào thì em thấy cái ông Nghĩa với ông gì nhỉ? Đó, ông Hiếu. Đi về, đi gặp em bắt đầu em ra tập. Hiếu là rằng. Nhưng mà hôm qua nhá. Nhưng mà nó uống rượu, thuốc mà để uống ngô. Toàn các cơ thủ. Ý, chiến này uống nửa rồi. Đẩy quá. Đây các bác này. Đấy. Tự tay giúp đầu lên cái đẩy của anh. Có gì nó sẽ ra. Em có thể quá này. Gần chân hết rồi. Có gì nó sẽ sai. Cái cành nhắn rồi. Nấu ăn cái cơm gà chưa. Em đều mời đi cạnh. Mỗi người bát rồi. Chữ quá. Em ba mà. Bà đã bơ nhà kia đang nghe quán đang quay hù kìa. Nghe lúc đấy nghe tiếp đi luôn thì cô ăn phơi mà cái bà sợ nó nghỉ đấy bảo. Cô Hương đâu lấy cho bác mua hai cái thịt. Các bạn nhìn gà ngon ở đây mình chưa? Chân vào đây rồi. Lấy rồi. À đây rồi. Đây chuyến rồi. Đúng rồi làm đi. Đi tiến lên. Mỗi năm là Tết là anh con gà này đúng con này. Con gà này. Đấy đúng không? Video ăn bát canh để không. Đây mà tất cả các bạn ra. Cái canh nhà dê đây. Bắt chảnh bắt lâu ăn đấy. Nhưng mà xương này là cô Hương mình như đấy. Bác cho nhiều xương quá. Bác chỉ có cân ngan nó bao nhiêu đổ đất vào thì ghé đây bỏ hết lại. Cân ngan 4 cân 2 thì xương nó có thịt đập thịt ra lại có bao nhiêu. Mới gì sống từ lúc hôm nay rồi. Đến ngày nay là chạy xô các bạn. Hai anh chạy xô thôi. Vì một năm chỉ có ngày trong 7 quay nhận cá mà ngon. Ngày cá buổi trưa qua nóng. Ngon kìa. Em cứ dây kể vào Tết còn bè bèm đi luôn mẹ ơi. Khỏi em bảo chứ giờ này cứ nó nát thôi. Cái cành mà, cái cành gì nhá. Nhưng mà hình như phải cho đồng làng cho lưới hay làm cái gì mà thả lưới. Thả lưới từ lọ này cũng phải được gì. Mai rồi, mấy tạ. Làm không kìa. Có nguyên dung vịt to đây. Ừ. Vì đấy nhiệt lợn ăn một cân ba con ấy thì ăn ba bốn con ấy thì giờ mình tám lại rồi. Nào con biết con đu rồi đấy, đu rồi đấy, không biết to hay bé. Tám vào bàn tay này, tả lưới trên bốn cả. Đưa cho mùi là. Biết bảo mai ông kia phải lấy được cái mùi đợt này không nhận lên nữa. Ừ, thì đá kia mất tiến. Nay sao bảo Lan ba bốn cân đi về và thịt. Chưa này vậy mà chẳng biết hôm nay em hiểu rốt buổi sáng cơm mỗi cái sổ cân. Anh nhớ ở nhà câu quá mình mua cái máy mất mẹ nó hơn triệu máy gì máy câu ấy ui hẳn máy câu đam mê dạ không à tôi bảo đây anh bác Cường và bác đi mua cá tiền đấy chắc ăn nhẹ mà chỉ vậy chỉ chơi vậy mẹ nó máy kia quay tức con nó làm mẹ không chơi máy mới đi. Nó là đam mê. Thế thì có người một cái đam mê. Cái đi tô tô ấy. Cái nhà nhà trường về qua đấy em nhà. Mà rượu cái say đi cầu thì cảm mà rượu là say đi cầu thì lúc đấy. Ủa quá từ đấy. Đâu? Hết đam mình đúng không ạ? Ờ hết à? Còn anh em mình. Ai mổ ra sao à? Gà nó đẻ vậy, em về. Nhưng mà tất cả quý vị các bạn nhé, đấy. Là có cô 73 rồi, không sợ đâu. Mai làm na thì phải mấy giờ sớm về.
vậy, thì lúc nào có không có gì lúc nào lên tủ lấy tủ cá để đâu cá đúng không? Mổ đến vậy cắt đầu hết rồi trên tủ ấy. Nhưng mà cô giả 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 không lấy đâu, giả giả không bắt đầu thôi. Cá lấy đâu kia đấy, không lấy cá thì ngồi bên này gà không ăn chưa? À, con gà nhà gà nhà mình là toàn nuôi bò mò, bây giờ đang thả bên kia này, là bên kia con này con nhà mái gà bắt bên kia thì đấy mái này nó ngon mái của gì ăn nó cũng ngon, phải vì nó già hơn nhiều mới thả dưới xương bắt về qua bắt bắt này bắt lấy được thì bắt nhưng bên kia là còn nuôi gì không, bên trang trại của ông này này đấy con đi ăn không lấy đâu qua hương ấy 20 cân nghiền cho gia viên lợn đây đấy thì phơi khô nhỉ hả nấu đấy. Lên cho lợn nấu lên nhưng mà mang đi không, cái đấy phải mua cái gói vitamin tăng trưởng ra đấy vitamin đấy mua cái gói vitamin tổng hợp thì nó mới thơm. Hôm nay em vội em gom không hai lọ nó là bê cu lách ấy không, cái đấy cũng nói không có rau vitamin tổng hợp. Có là tất cả các trong cám này đều có bê complex, nó thơm. Bê complex là phải có rồi. Ai chả cho ai gì hết. Chả cần gì cho ai gì đâu. Nó gọi là hương vị mà. Em cho cái nào là cái gì? Thơm để cho người ngửi thôi, còn mình cái bọn điên á, cái gì nó chả ăn. Không, nói về con vịt nha, nếu mà để quá rồi mốc đi cá không ăn, cá mốc ăn, không ăn. Đã không, bây giờ đây đang nuôi rồi. Nó nghiền đang đùn gán ra, nếu mà đùn gán nó phải sấy. Nếu mà nó nắng to như mấy ông nội. Hôm nay nha, mang là đánh vải sạch đi cho nó lọc lấy cái lửa cho mấy dầu đi. Không có gia vị hạt tỏi, ớt, xay ra. Mình dầu nó mịn thật. Thôi. Chứng tỏ cái lạc em à. Còn dầu. Nhưng mà nó không đợt này nó không nắng. Mình cứ lọc ra mình cứ bỏ thằng thú đá ăn mặn. Hay đi lọc cả cá. Hôm nay mình lâu lắm mới nhìn vào lên hôm nay vào hôm nay lúa mà cúi rồi. Nhanh thế lại thế lên rồi. Mình cũng có lọc ra đi là phải lọc ra. Hôm qua cái đồng quân lọc ra đi xong mới xài được. Đây mời tất cả quý vị bạn nhé. Đây anh em vẫn tiếp tục uống rượu đây. Vừa bia xong rượu nhé. Hôm nay là ngày tối rồi, tối nay là tối 15 này. Tối đi mượn được cái tối to có. Đấy phong tục thì ở quê là cứ ngày rằm. Ngày mà tháng 7 tháng 7 này nó có thể Tết rồi. Đấy, như Lâm mà lên quê vợ là cũng hai con gà đấy. Đổ ra ra thì nó xay chả dính vào dao. Không phải, ngày xưa còn ăn mạnh hơn bây giờ chính bây giờ là kém đi. Bây giờ làm gì nhiều. Mất ngày xưa anh em mình giờ tháng 7 phải ăn hết cả nhà này nhà kia rồi xuống. Đi hết anh em. Ngày xưa là Tết tháng 7 đó đúng không? Có mai một tí nữa là đi làm cũng đi hết. Không, cứ lại đúng ngày mới làm. Bây giờ là cứ đến bông tháng 7 là cái đầu tháng 7 là có nhà đốt mã biết hết rồi. Đấy. Bây giờ làm trước. Rồi làm trước. Thì để là những nhà nào đốt mã. Còn làm lắm cả, quy định. Đốt mã cái vụ là từ 1 đến 14. 14. Phải trước ngày 15. Cứ là cứ nghĩa là cái đốt mã là phải làm trước. Cái đốt mã thì phải ăn luôn gì nữa. Còn cái đốt mã phải có cái này rồi thì phải coi đốt phải gì cần lấy đâu ra đốt à? Trời là ông phải đốt trước đốt ngày trước ngày 23 đến ngày 23 cũng lên rồi thì ông có đốt tác dụng gì được đốt không vậy mà đốt đông cá là phải đốt sáng sớm ngày 23 anh chị anh đâu có người đốt luôn 22 là đã đốt bẻ này từ 20 bắt đầu rồi tối 22 còn là sáng sớm ngày 23 ngày đầu là mình phải thắp hương 14 ngày 1 là mình phải thắp 29 đúng rồi 29 đâu người tối đấy đúng. Chiều đấy nha đấy chiều đấy mùng 1 là ví dụ cấp sáng là phải 8 giờ bây giờ 30 tối có cái làm phải sáng đừng quá 12 giờ tối đi cái đâu tưởng năm ừ, một xong rồi đấy, 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 nước mà làm cho quay đít mâm cơm vậy. Còn giờ này không ai đốt vào má rồi. Trời gánh đi rồi. Mai cái phụ mới đi đem vào má đi. Quần áo chia ra quần áo. Đây hai đứa con này xem cái. Chà. Cái thằng nó hay một mình đóng một vai. Đốt vào má các phụ. Nhưng mà xem về cái mà nói chung là cái đốt cát hay là đốt vào cái ngày dằm bảy là
nhỉ, xóa gọi cho Long Nhân. Còn mình là cái ăn đâu, cái bây giờ biết xóa cái ảnh. Bạn ngồi ra rất nhiều nhé, anh em vẫn đang ngồi. Đấy bây giờ thì Trần Lâm tìm 83 nhà Nguyễn Thủy đấy mà ăn phi rồi. Đấy bây giờ thì Trần Lâm tìm 83 xin phép kết thúc video này nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào video tiếp nhé. Quý vị xem video nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho Trần Lâm tìm 83 nhé. Bây giờ thì anh em tiếp tục là chiến đấu tiếp nhé. Đấy các anh là cởi trần hết rồi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn nhé. Xin chào. Đúng rồi, đi làm tháng rồi.